Hiện tại chúng ta đang ở khu đô thị Vinhomes Central Park, rẽ vào từ đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tọa lạc tại trái tim của khu đô thị Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Landmark 81 sở hữu thiết kế kiến trúc ấn tượng với cảm hứng lấy từ hình ảnh bó tre truyền thống. Landmark 81 có chiều cao 461m sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và thuộc top 10 thế giới. Được quy hoạch xây dựng trên khuôn viên diện tích 15.031m2, Landmark 81 có 81 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn không bao gồm hầm là 141.200m2, gồm đầy đủ các phân khu chức năng như trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ, các nhà hàng và tầng quan sát. Tầng B2, B3 được dùng làm chỗ giữ xe cho tòa nhà. Tầng B1 và tầng 1, 2, 3 là trung tâm thương mại Vincom. Landmark 81 có tổng diện tích mặt sàn dự kiến 55.000m2, rạp chiếu phim, sân trượt băng trong nhà, gym. Tầng 4 là khu clubhouse dành cho cư dân gồm hệ thống gym diện tích 3.000m2, hệ thống spa, hệ thống hồ bơi 1.000m2. Hồ bơi vô cực với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn, liên hoàn với hồ bơi có mái che cùng bể jacuzzi. Đặc biệt, toàn bộ kính sử dụng cho mặt ngoài tòa tháp là kính lâu e cản tia cực tím, điều tiết nhiệt, giảm thiểu tiêu thụ điện năng. Ngoài ra, một hệ thống nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu sẽ được cung cấp đến từng căn hộ. Tầng 5 là sảnh lounge tiêu chuẩn 5 sao và nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho cư dân và nhà hàng cao cấp. Tầng 6 đến 40 là khu căn hộ cao cấp có diện tích từ 53,5 đến 159,7 m2, từ 1 đến 4 phòng ngủ và Sky Villa. Tầng 42 đến 76 là khách sạn Vinpearl 5 sao. Tầng 79 đến 81 là đài quan sát 360 độ tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Là dự án thành phần của Vinhomes Central Park, nên khu phức hợp Landmark 81 cũng do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án đã được khởi công xây dựng vào giữa tháng 12 năm 2014, dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 3 năm xây dựng.